we sail a little bit higher. Show mà Thanh Hằng đã là mẹ của Long Quốc Hải cũng như là Lộ Lộ, quý vị đã xem rồi phải không quý vị? À, đó là duyên lành mà đến đây bây giờ Thanh Hằng đã có một số những đứa con rất là thân yêu. À, nãy giờ các con của Thanh Hằng quậy ở trên sân khấu này, quý vị thấy rằng đó là cái gọi là giao lưu với nhau để cho quý vị khán giả vui vẻ trong một ngày, một tuần lễ, một cái công việc làm cực nhọc. Đầu óc đã bị stress nhiều quá rồi, giờ hôm nay quý vị đến đây với món ăn tinh thần là những lời ca tiếng hát với những con số mà quý vị đang chờ đợi. Đó là một cái phần thưởng rất là bất ngờ đến với quý vị, đó là một cái niềm vui. Mà cái tinh thần chúng ta vui lúc nào thì không cần phải uống thuốc, đúng không quý vị? Thế này xin kính chúc quý vị luôn luôn lúc nào sức khỏe cũng dồi dào, làm ăn phát tài và luôn luôn hạnh phúc. À, thôi thì bây giờ Thanh Hằng đến đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ cho các con của Thanh Hằng. Ở trong này là con của Thanh Hằng hết đó quý vị, đẻ một bó vậy đó. Bây giờ các con nó đã làm nên một cái công việc rất là được quý vị công nhận, được quý vị thương yêu, đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ này. Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý vị hai câu vọng cổ được trích trong một vở cải lương rất là nổi tiếng của Sòng Dạ Yên Lan được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Xin mời quý vị thưởng thức ạ. Trong ca anh sẽ giết giết cả em sau. Đôi lứa đôi trời
chợ Lô Tô rất là nhiều. Mà lần đầu tiên Thanh Hằng về với sân khấu này với các con của Thanh Hằng, Thanh Hằng hạnh phúc quá luôn. Mà lại vì ngồi ở dưới này là có những thế hệ khán giả lớn tuổi cũng có, thế hệ các em trẻ cũng có. Mà các em lắng tai nghe từng câu giọng cổ thì tất nhiên bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương của dân tộc Việt Nam mình mãi mãi trường tồn, đúng không quý vị? Hát nữa không? Hát nữa tôi rút một cái trích đoạn nữa là quý vị sẽ... Mẹ, mẹ tốt cái trích đoạn này đấy chị. Dạ. Mẹ. Biết sao không? Biết sao không? Tại vì một chút xíu nữa quý vị, trích đoạn nó sẽ có những thành viên của đoàn tham gia nữa. Nên phải để cho mẹ của em chuẩn bị chút xíu quý vị nha. Rồi sau dòng loại này sẽ quay trở lại quý vị nha. Con chịu gì phải không? Chịu, con chịu. Bây giờ khán giả đang háo hức yêu cầu. Mà cái trích đoạn này chỉ có một mình mẹ thôi. Nếu con không được đáp lại tấm chân tình thương yêu. Một cái đặc biệt Thanh Hằng sẽ phối hợp cùng với hai đứa con ở trong đoàn là tên gì? Dạ Thảo và La Kim Quyền thì đó. May phước là không nói có nói chứ có nói tôi nắm đầu tôi quýt chết mẹ luôn. Rồi bây giờ con sẽ nhường sân khấu lại cho mẹ. Ok. Chờ đợi tiếp cho mẹ ha. Ok, cảm ơn con rất là nhiều. Trời ơi, toàn là con gái đẹp giống mẹ không. Nổi tiếng mà Thanh Hằng đã đoạt được huy chương vàng năm 1995, huy chương vàng toàn quốc. Xin mời quý vị hãy thưởng thức của soạn giả Hoàng Anh Kim được mang tên Duy Kiều Tướng Quân. Xin mời quý vị thưởng thức ạ.
ta nhớ nha, ở lại để chúng ta được gặp gỡ nhau cùng với một chiếc đòn cải lương chính thức được làm bài đồng tất cả của các anh chị mình, với sự kết hợp của nghệ sĩ ưu tú Mẹ Thanh Hằng cùng với những thành viên trong đòn. If we sail a little